Và chào tất cả bạn đã quay trở lại channel của anh, mình là Dũng Đồ ở đây. Hiện tại trên tay mình chính là chiếc iPhone 8 Plus. Thì cái bộ đôi iPhone 8 và 8 Plus dùng để làm hiệu ứng chim mồi để Apple có thể bán được chiếc iPhone X. Tuy nhiên thì mình nhận thấy là chiếc máy này có một vài các cái điểm nó hơn hẳn so với chiếc iPhone X. Và hôm nay thì mình sẽ nói ra những cái điểm được và mất nếu như mà anh em chọn chiếc iPhone 8 Plus ở thời điểm hiện tại. Thực ra thì chiếc máy này rất là đáng mua. Tuy nhiên thì nó có hợp lý hay không thì bây giờ mình hãy cùng phân tích. Bây giờ thì mình sẽ nói qua về những cái điểm được nếu như các bạn chọn chiếc máy này trước đi. Đầu tiên chắc chắn là về cấu hình, hiệu năng cũng như thể là về cái hệ điều hành xem là chiếc máy này có phục vụ cho anh em hay không. Đây có thể nói là một cái khía cạnh mà người dùng iPhone đời mới rất là ít khi quan tâm. Bởi vì mỗi một thế hệ iPhone thì Apple lại giới thiệu một chip vi xử lý hoàn toàn mới, cải tiến về hiệu năng, tính năng. Thế hệ iPhone năm 2017 thì mang chip vi xử lý là A11 Bionic 6 nhân. Đồng thời cái bộ nhớ trong cũng được nâng cấp lên cái phiên bản thấp nhất là 64GB. Với nhiều người dùng thì đây đã là một cái bộ nhớ rất là thoải mái rồi. Cái tốc độ mở ứng dụng trên chiếc iPhone 8 Plus này phải nói rất là nhanh. Và nói về cái tốc độ khung hình thì chiếc máy này cũng vượt trội hơn tất cả những cái sản phẩm Android ở trong phân khúc tầm giá. Tuy nhiên khi mà so sánh iPhone 7 Plus với iPhone 8 Plus thì không nhanh hơn quá là nhiều. Thậm chí thời gian đầu một số game thì còn không mượt được như thế hệ trước nữa cơ. Nhìn chung nếu như mà anh em nâng cấp từ chiếc iPhone 7 Plus lên thì cái hiệu năng có cải thiện, nói chung là như vậy, nhưng mà nó cũng không nhiều lắm đâu. Cái điểm thứ hai mà anh em sẽ được khi mà chọn chiếc iPhone 8 Plus này đó chính là về màn hình. Về thông số màn hình của iPhone 8 Plus thì vẫn giữ nguyên kích thước là 5,5 inch, độ phân giải là Full HD như các cái thế hệ trước. Đồng thời thì cũng thể hiện được những cái ưu điểm về chất lượng hiển thị của iPhone như thế là cái độ sáng rất là cao này, màu sắc chuẩn và cái khả năng hiển thị ngoài trời rất là tốt. Bên cạnh đó thì máy cũng được bổ sung cái tính năng là True Tone, trước đó thì chỉ có trên iPad Pro mà thôi. Thì đây là một cái điểm mình đánh giá rất là cao trên cái màn hình của chiếc iPhone 8 Plus. Cái điểm tiếp theo mình muốn nói đến cho các bạn đó chính là về camera. 8 Plus thì vẫn tiếp tục được trang bị hai camera theo cái module, đó chính là một camera 28mm f1.8 và 56mm f2.8. Tuy thông số giữ nguyên nhưng mà theo Apple thì hai cái cảm biến này đã được nâng cấp so với chiếc iPhone 7 Plus. Thì thực sự là mình cũng thấy có một vài các cái điểm nâng cấp hơn hẳn, thì bây giờ mình sẽ nói cho anh em một chút. Camera chính thì vẫn giữ được rất là nhiều các cái đặc điểm giống như là trên cảm biến của chiếc iPhone 7 Plus. Chụp nhanh này, ưu tiên chi tiết hơn là độ sáng này, giải sáng rất là rộng này. Về mặt màu sắc thì ảnh trên chiếc iPhone 8 Plus thì có màu sắc nó đậm hơn một chút, rực hơn một chút so với cái thế hệ trước, nhưng mà vẫn nhạt hơn so với chiếc Samsung Galaxy Note 8 nếu như mà mình so sánh một cách rất là công tâm. Với đa số các cảnh chụp thông thường thì kể cả ánh sáng yếu thì iPhone 8 Plus vẫn cho những bức ảnh rất là nét và màu sắc rất là đẹp luôn. Đây là điểm mình thích trên chiếc iPhone 8 Plus. Trên chiếc iPhone 8 Plus thì có một cái điểm nó hơn hẳn tất cả các cái sản phẩm trước đó của Apple, đó chính là có cái tính năng là Project Lighting, hay là còn gọi là cái kiểu như là chụp ảnh bàn thờ đấy. Thì đây là một cái tính năng mà mình thấy nó rất là hay. Ánh đèn sân khấu giả lập trong rất là nhiều các cái kiểu như là các ánh sáng, môi trường ánh sáng khác nhau. Thì đây là một cái tính năng mà có lẽ là rất là nhiều người review rồi, mình sẽ không đào sâu về nữa. Và tất nhiên đối với bất kỳ một chiếc máy nào thì chúng ta cũng sẽ có những cái ưu điểm và cái nhược điểm riêng, và chiếc máy này tất nhiên nó cũng sẽ có những cái nhược điểm của nó. Cái đầu tiên đó chính là về thiết kế trên chiếc máy này trước đi. Đây là điểm rất là gây thất vọng trên chiếc iPhone 8 Plus, bởi vì sau 4 thế hệ từ chiếc iPhone 6 Plus trong năm 2014 ấy, thì cái kiểu dáng của chiếc iPhone này vẫn giữ nguyên và gần như không có bất kỳ một chút thay đổi gì về thiết kế cả. Cái format nó vẫn là như thế, còn cái việc là có thêm cái lớp kính ở phía sau thì mình sẽ không nói nữa. Đến thời điểm hiện tại thì những mẫu smartphone Android đầu bảng thì đã bỏ xa iPhone 8 Plus về cái ngoại hình rồi. Kiểu dáng của iPhone 8 Plus có thể nói là khá là lỗi thời ở thời điểm hiện tại rồi. Khác biệt lớn nhất về thiết kế của chiếc máy này so với những cái thế hệ tiền nhiệm đó chính là cái chất liệu mặt lưng, đó chính là bằng kính. Đây là một cái sự lựa chọn hợp lý nhất để cho Apple có thể tích hợp được cái sạc không dây vào trên chiếc iPhone 8 Plus, và cũng như là làm nó khác biệt so với lại các cái thế hệ trước. Thì iPhone 8 Plus cũng có nặng hơn iPhone 7 Plus một chút thật, nếu như mà anh em đã dùng hai chiếc máy này rồi thì sẽ cảm nhận được thôi. Và trên đây thì mình cũng đang nói ra những cái điểm được và mất nếu như các bạn chọn chiếc iPhone 8 Plus ở thời điểm hiện tại rồi. Còn so với chiếc iPhone X thì chiếc máy này có một vài các cái điểm nó vượt trội hơn, ví dụ như là thời lượng pin này, hay là chúng ta sẽ có cái cảm biến vân tay. Mình thật sự không thích cái Face ID trên chiếc iPhone X một chút nào cả, bởi vì nhiều lúc nó còn kiểu như là nó không được tốt cho lắm ấy. Vậy thì anh em nhận xét như thế nào về chiếc iPhone 8 Plus này ở thời điểm hiện tại, với mức giá là khoảng cao cấp thì các bạn có mua chiếc iPhone 8 Plus này hay không? Thế để lại ý kiến comment xuống bên dưới. Và đừng quên là những cái sản phẩm iPhone cũ như này ấy, thì Hùng Mobile đều đang bảo hành một đổi một trong vòng 15 tháng với tất cả các lỗi từ nhà sản xuất, bao gồm cả nguồn và màn hình luôn. Thì đây chính là một cái thời gian bảo hành có thể nói là nhất Việt Nam ở thời điểm hiện tại rồi. Vậy anh em thấy như nào? Có mua hay không? Thế để lại ý kiến comment xuống bên dưới nhé. Còn mình là Dũng Đuôi đây. Bây giờ thì nhớ like, share, subscribe kênh YouTube Hùng Bay. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.